Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 10, chương trình thời sự sẽ có những nội dung chính sau. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo đầu kỳ quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nông dân xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy bước vào vụ thu hoạch dươi. Sản phẩm được ví như lộc trời cho mà không phải địa phương nào cũng có được. Công an huyện Đông Hưng bắt giữ đối tượng trộm cắp 800 mét dây cáp quang. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe báo cáo đầu kỳ quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tổng diện tích tự nhiên là trên 1.500 km² và phần không gian biển với 8/8 đơn vị hành chính gồm thành phố Thái Bình và 7 huyện. Việc lập quy hoạch tỉnh Thái Bình phải phù hợp với các nội dung định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước. Trên cơ sở kế thừa những quan điểm định hướng phát triển còn phù hợp với thực tiễn, các quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt có định hướng, tầm nhìn đến năm 2030 hoặc xa hơn nữa. Nghiên cứu bổ sung phát triển những vấn đề mới trên cơ sở bám chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, các định hướng của quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành quốc gia và danh mục các quy hoạch được tích hợp tại nghị quyết số 110 của Chính phủ. Đánh giá đúng thực trạng, dự báo xu hướng phát triển để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với khả năng cân đối, huy động về nguồn nội lực và các nguồn lực từ bên ngoài trên tất cả các lĩnh vực, các vùng của tỉnh, liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong tỉnh và với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, xây dựng tỉnh Thái Bình phát triển nhanh và bền vững trên cả ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, phát triển văn hóa xã hội, hội nhập và hợp tác quốc tế, sử dụng hợp lý hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị của đơn vị tư vấn trong xây dựng báo cáo quy hoạch đầu kỳ, đặc biệt là việc đưa ra được các nhóm giải pháp. Báo cáo cũng đã nêu bật được những lợi thế của tỉnh trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, các đồng chí cho rằng cần nghiên cứu, phân tích, so sánh các số liệu trong báo cáo một cách cụ thể hơn, cần làm rõ các mũi nhọn trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Trên cơ sở đó lựa chọn được kịch bản phù hợp, đảm bảo cho sự phát triển chung của tỉnh. Nghiên cứu vị trí phù hợp để xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao, cần phân bổ đánh giá loại đất như thế nào để phát triển nông nghiệp ổn định, phương án phát triển hệ thống cảng biển, cảng cạn và phát triển kết nối hệ thống giao thông đường bộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị tư vấn trong thời gian ngắn đã xây dựng được báo cáo có chất lượng. Đây là cơ sở để đại biểu nghiên cứu, tham gia ý kiến, thảo luận xây dựng báo cáo quy hoạch tỉnh. Đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành và các huyện, thành phố tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến để đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn thiện quy hoạch tỉnh, đáp ứng được khát vọng của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình. Đồng chí cho rằng, nếu không có quy hoạch đúng, quy hoạch không có tầm nhìn, thì nền kinh tế sẽ không thể phát triển. Vì vậy, quy hoạch phải chỉ ra và đánh giá được những nguy cơ để đưa ra định hướng và giải pháp phù hợp. Tận dụng tốt các dư địa, có định hướng đúng đắn, huy động tốt nguồn lực, có sự quyết tâm và khát vọng cao độ để đồng lòng phát triển, vượt qua những khó khăn trở ngại, đặc biệt là khó khăn nội tại của chúng ta, như là trách nhiệm trong thực hiện công vụ và nhiệm vụ chính trị, như là trong giải quyết thủ tục đầu tư, như là tập trung cho các lợi ích lớn để gạt bỏ những lợi ích nhỏ, lợi ích riêng tư làm ảnh hưởng, và chúng ta dành các nguồn lực để tập trung cho các mục tiêu lớn, thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin chúng ta sẽ có phát triển đột phá đột biến. Mà đột phá đột biến đó thì nếu nghiên cứu kỹ và chỉ ra được thì hoàn toàn chúng ta có thể chỉ ra được cái biểu đồ tăng trưởng của giai đoạn từ 2025 đến 2030, hoàn toàn có thể tăng trưởng cao hơn. Thì trách nhiệm các ngành và ủy ban là các đồng chí phải trao đổi và làm rõ, chỉ ra được các cái nguồn động lực phát triển, các giá trị tăng thêm mà hoàn toàn có thể chỉ được trước mắt và lâu dài cho đơn vị tư vấn. Bởi vì dù là kịch bản nào thì trách nhiệm đơn vị tư vấn tính toán cũng đều phải có cơ sở thực tiễn, cơ sở khoa học.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã phân tích cả ba kịch bản trong biểu đồ tăng trưởng để trên cơ sở đó làm rõ quyết tâm, động lực, dư địa, tiềm năng và từ đó lựa chọn kịch bản phát triển phù hợp với thực tiễn của tỉnh Thái Bình, quan tâm đầu tư cho phát triển kết nối hệ thống giao thông đường bộ, logistics, giao thông thủy nội địa, phát triển kinh tế biển phải rõ nét, toàn diện hơn, làm rõ vai trò định hướng và dư địa của khu kinh tế Thái Bình trong sự phát triển chung, chỉ ra định hướng không gian phát triển kinh tế của từng huyện, xu hướng liên kết vùng trong sự phát triển của tỉnh như thế nào, chỉ ra dư địa, khả năng phát triển của thành phố Thái Bình để nghiên cứu đặt vấn đề cho một thành phố tương lai để tạo động lực cho sự phát triển. Đồng chí đề nghị các sở ngành địa phương phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu để hoàn thiện báo cáo giữa kỳ, đảm bảo có chất lượng. Sáng nay, huyện Kiến Sương khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu quân khu 3 tới dự. Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kiến Sương năm 2021 diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 10, được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2 là tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ. Phần vận hành cơ chế gồm các hội nghị triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, thực hành di chuyển một phần cơ quan lãnh đạo huyện và các phòng ban ngành đoàn thể vào căn cứ chiến đấu. Kỳ họp của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, Đảng ủy quân sự huyện thông qua quyết tâm tổ chức hiệp đồng tác chiến phòng thủ. Phần thực binh huy động nhân lực, phương tiện, vũ khí tham gia thực hành đánh địch tiến công hỏa lực. Diễn tập khu vực phòng thủ là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác quốc phòng, quân sự địa phương nhằm thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, nghị định của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ, đồng thời bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý và khả năng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các phòng ban ngành đoàn thể về khả năng sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến. Thông qua diễn tập kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, bổ sung phương án kế hoạch tác chiến, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh. Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khi tới kiểm tra hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình tiếp nhận gần 57.000 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn đạt gần 83%, không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương án 5 tại chỗ, đảm bảo kế hoạch đề ra, đạt tỷ lệ 99,6%. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế, tạo môi trường làm việc an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất khả năng lây lan dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng như các tổ chức cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm. Phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng Internet thông qua việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Qua đó, giảm áp lực giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở, góp phần làm tốt công tác cải cách và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, hôm nay Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến các dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển 4 tỉnh thành phố là Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế, thảo luận về tình hình thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội và quỹ bảo hiểm y tế năm 2020, việc thực hiện nghị quyết số 68 của Quốc hội khóa 13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020. Các đại biểu Quốc hội nhất trí ban hành cơ chế chính sách đặc thù phát triển cho 4 tỉnh thành phố gồm Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế, đồng thời cho rằng việc ban hành nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù sẽ tạo cơ chế chính sách cũng như nguồn lực để các địa phương phát triển, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các đại biểu đề nghị phải tổng kết những nơi đã thực hiện cơ chế chính sách đặc thù để thể chế hóa và áp dụng chung cho các tỉnh thành phố về lao động, tổ chức bộ máy hành chính, nguồn lực, dân cư, đất đai và tài nguyên. Các đại biểu cũng đề cập đến một số vấn đề về các nhóm cơ chế chính sách đặc thù, quản lý sử dụng rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 ha trở lên.
thẩm quyền của Quốc hội liên quan đến rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, chính sách về dư nợ vay của ngân sách địa phương, giao thẩm quyền cho các địa phương ban hành mức phí lệ phí. Về chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, đa số đại biểu cho rằng cần có giải pháp đồng bộ quyết liệt và hiệu quả hơn trong việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt là nhóm đối tượng người lao động ở khu vực phi chính thức, nhóm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, có giải pháp để bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động. Một số đại biểu cho rằng cần nghiên cứu sửa đổi luật bảo hiểm xã hội năm 2014 với các chính sách hướng tới bao phủ toàn dân, theo hướng không bỏ sót đối tượng có điều kiện và khả năng như chủ hộ kinh doanh cá thể, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã, không hưởng tiền lương, người lao động theo chế độ khoán việc, có nhu cầu nhưng chưa được quy định trong luật bảo hiểm xã hội là đối tượng bắt buộc tham gia. Nghiên cứu quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp, nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi có số năm tham gia thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội. Bổ sung dần các chế độ hưởng như thai sản, ốm đau, tai nạn lao động để hấp dẫn người lao động. Để đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, Chính phủ cũng cần có giải pháp mở rộng hệ thống đại lý thu và khuyến khích công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia, đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính nhằm thúc đẩy y tế cơ sở và bác sĩ gia đình, tăng tỷ lệ thực hiện liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong ngày, tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để bảo đảm nhu cầu của người dân. Trên cơ sở ý kiến các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có phát biểu tiếp thu giải trình làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu nêu. Theo chương trình làm việc, ngày mai Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi và dự án luật điện ảnh sửa đổi. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Hưng Hà khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Đinh Bá Khải, huyện ủy viên, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện. Bằng hình thức bỏ phiếu kín, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tín nhiệm bầu đồng chí Đinh Bá Khải giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đinh Bá Khải hứa sẽ cố gắng đem hết khả năng, năng lực của mình phấn đấu cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tiếp theo là thông tin cập nhật tình hình dịch COVID-19. Hôm nay, tỉnh Thái Bình ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã được cách ly tại khu cách ly tập trung huyện Kiến Sương ngay khi từ miền Nam trở về. Hiện tình hình dịch trên địa bàn tỉnh vẫn đang được kiểm soát tốt, là một trong số ít tỉnh, thành phố của cả nước không có ca lây nhiễm thứ phát trong 14 ngày qua. Trong ngày hôm nay, có thêm 3 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, xuất viện trở về gia đình theo dõi tiếp. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, còn 21 bệnh nhân COVID-19 đang được cách ly điều trị. Toàn tỉnh có 326 trường hợp F1, F2 đang được quản lý cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe. Số trường hợp cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện là hơn 1.500 người. Với mục tiêu tiêm vaccine phòng COVID-19 nhanh nhất cho người dân, huyện Đông Hưng triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng trên địa bàn. Đến ngày 27 tháng 10, huyện Đông Hưng đã hoàn thành 15 đợt tiêm chủng với hơn 66.400 liều vaccine phòng COVID-19. Công tác tiêm phòng được thực hiện đảm bảo an toàn đúng đối tượng. Đối với người thuộc nhóm cần thận trọng như người có bệnh nền, người cao tuổi, người có tiền sử dị ứng, được tiêm tại tất cả các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động, đồng thời có lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ, sẵn sàng vận chuyển, tiếp nhận, xử trí các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. Từ ngày 28 tháng 10, huyện Đông Hưng triển khai tiêm phòng đợt 16 với hơn 3.500 liều vaccine phòng COVID-19 theo phân bổ của tỉnh. Nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, Đông Hưng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và các địa phương tiếp tục tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng, tổ chức tiêm vào tất cả các ngày trong tuần. Huyện Vũ Thư hiện có hơn 130 công dân trở về từ các địa phương có dịch khu vực miền Nam đang thực hiện cách ly tập trung. Tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt. Huyện bố trí 2 khu cách ly tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện và Trường Mầm non xã Minh Quang. Mỗi khu có 14 cán bộ y tế, công an, quân sự làm nhiệm vụ 24/24 giờ.
các công dân được phân loại theo yếu tố dịch tễ để sắp xếp bố trí phòng. Cán bộ y tế thực hiện kiểm tra sức khỏe cho công dân mỗi ngày 2 lần và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần trong thời gian cách ly theo quy định. Đối với những người có nguy cơ cao, việc lấy mẫu thực hiện 3 ngày một lần. Công tác vệ sinh khử trùng, kiểm soát nhiễm khuẩn đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế để tránh xảy ra lây nhiễm chéo. Lực lượng thường trực chấp hành nghiêm các chỉ đạo của tỉnh Thái Bình, liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch để ứng phó kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác tuyên truyền luôn đóng vai trò quan trọng trong phòng chống dịch COVID-19. Ý thức được vai trò đó, công tác tuyên truyền được các cơ quan báo chí trong tỉnh đổi mới, trong đó có Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Bản tin COVID vừa được xây dựng với mục tiêu mang tới những thông tin nhanh nhất, đầy đủ nhất để cùng chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19. Một điểm mới đáng chú ý của bản tin này đó là cả nội dung và định dạng file đều phù hợp để các đài truyền thanh cơ sở cũng như các xe tuyên truyền lưu động sử dụng để phát sóng tuyên truyền, phục vụ công tác phòng chống dịch hiệu quả. Bản tin COVID-19 là bản tin vừa mới được Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình sản xuất và đưa vào phát sóng trên sóng phát thanh và các hạ tầng mạng. Đây là bản tin cập nhật các thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở trong tỉnh, trong nước. Các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về phòng chống COVID tới người dân. Những cái hộ kinh doanh như chúng tôi chẳng hạn, thì là chúng tôi cũng thường xuyên theo dõi và cập nhật cái thông tin COVID-19 của Đài Truyền hình tỉnh. Nó rất bổ ích và nó rất sát thiết thực với chúng tôi và nó rất sát sao, cho nên là chúng tôi cũng thường xuyên nắm bắt được. Bản tin COVID-19 không chỉ phát trên các hạ tầng mạng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, mà còn được các đài truyền thanh truyền hình các huyện, thành phố, hệ thống các đài truyền thanh cơ sở tiếp sóng và thu phát lại vào các khung giờ khác nhau để thông tin đến được với mọi người dân. Thì Đài Truyền thanh thị trấn Kiến Sương đã thường xuyên cập nhật và tiếp âm đầy đủ các bản tin COVID của Đài Truyền hình tỉnh Thái Bình. Tôi thấy qua cái bản tin COVID của Đài Truyền thanh tỉnh Thái Bình giúp cho người dân nắm bắt được các thông tin rất là hữu ích và giúp cho người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với đó là nhiều thông tin tràn lan trên các trang mạng, trong đó có những thông tin sai sự thật, không đúng quan điểm chỉ đạo, gây hoang mang cho người dân. Vì vậy, hơn lúc nào hết, người dân luôn rất cần những thông tin chính thống. Thì tôi thấy đây là một việc làm rất là thiết thực. Khi mà nghe qua cái bản tin thì tôi nắm được cái tình hình dịch bệnh trong tỉnh, trong huyện. Từ đó thì mình nêu cao cái ý thức, tinh thần chung tay cùng với lại người dân phòng chống. Nhưng tôi thấy rằng là cái việc thông tin về tình hình dịch bệnh của tỉnh kịp thời, rồi những cái chủ trương của lãnh đạo tỉnh cũng như việc thực hiện các huyện là được kịp thời. Hy vọng với những thông tin thiết thực từ bản tin COVID-19 mang lại sẽ giúp cho người dân nhận thức đầy đủ, nâng cao ý thức phòng chống để góp phần cùng cả tỉnh đẩy lùi dịch bệnh. Chuyển sang các tin tức khác, đề án tập huấn cho lao động vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp phục vụ cơ khí hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2015-2021 đã được Trung tâm Khuyến công Tư vấn Phát triển Công nghiệp Sở Công Thương phối hợp với các cấp ngành địa phương triển khai thực hiện hiệu quả. 5 năm qua, Trung tâm Khuyến công Tư vấn Phát triển Công nghiệp Sở Công Thương tổ chức gần 370 lớp tập huấn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp cho gần 13.000 lao động ở 183 xã trên địa bàn tỉnh. Đối tượng tập huấn là lao động nông thôn không giới hạn độ tuổi, giới tính. Cùng với việc không phải đóng học phí, học viên còn được hỗ trợ kinh phí xăng xe đi lại trong thời gian tập huấn. Hơn 1.800 học viên được hỗ trợ sửa chữa thay thế một số thiết bị hỏng hóc. Nhiều địa phương có số xã tổ chức tập huấn đạt tỷ lệ cao như huyện Hưng Hà 77%, Quỳnh Phụ 78,4%, Kiến Sương 85%, Thái Thụy 86%. Sau khi tham gia tập huấn, nhìn chung các học viên đều tự bảo dưỡng, sửa chữa những hỏng hóc thông thường, sử dụng máy móc, thiết bị hiệu quả hơn, năng suất lao động tăng, tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm thiểu tai nạn nghề nghiệp. Trong quá trình triển khai đề án, Trung tâm Khuyến công Tư vấn Phát triển Công nghiệp Sở Công Thương chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết, phân công phân nhiệm rõ ràng giữa cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp, tăng cường kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời có giải pháp điều chỉnh. Với ấp ủ làm ra hạt gạo sạch, chất lượng, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ và Kinh doanh Lúa gạo Bình Thanh, huyện Kiến Sương đang thực hiện các quy trình để cho ra đời thương hiệu gạo trợ gốc được tạo ra từ giống lúa TBR225. Xã Bình Thanh có khoảng 250 hectare đất nông nghiệp, chủ yếu gieo cấy giống lúa TBR225 và lúa Nhật, liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn An Đình và công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư nông nghiệp Khang Long.
trên địa bàn xã có chợ gốc nổi tiếng trong vùng về giao thương tiêu thụ hàng hóa. Tuy nhiên, lúa gạo ở vùng sản xuất chủ yếu cung ứng cho doanh nghiệp tham gia xuất khẩu. Do vậy, khi tham gia vào mô hình thí điểm nâng cao giá trị sản xuất lúa gạo của tỉnh, được sự hướng dẫn và hỗ trợ từ ngành nông nghiệp và các ngành chức năng khác, hợp tác xã đang hoàn thiện mô hình tổ chức, đứng tên đăng ký nhãn hiệu chứng nhận và thống nhất các tiêu chí đặc thù của sản phẩm, đồng thời lựa chọn mẫu logo, nhận diện kiểu dáng bao bì, tem nhãn cho sản phẩm gạo chữ gốc Bình Thanh, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho người dân. Thưa quý vị, những ngày này thì bà con nông dân ở xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy rất vui khi đang bước vào vụ thu hoạch dưa. Sản phẩm được ví như lộc trời cho mà không phải địa phương nào cũng có được. Mấy ngày nay, những nông dân này lúc nào cũng túc trực tại ruộng dưa gần đê sông Hóa để thu hoạch đợt đầu tiên của vụ dưa năm nay. Sản lượng tuy chưa nhiều, song giá bán cao hơn thời điểm này năm trước từ 100 đến 130.000 đồng trên 1 kg nên ai nấy đều phấn khởi. Nó thu hoạch nó cũng đắt, được nếu mà cải tạo rồi thì như những người kia họ cải tạo rồi thì họ được vài chục cân. Nhưng mà nhà này mới cải tạo thì mới được có 100 cân thôi. Thì là cứ đến nước của nó là mình chỉ ra đây mình hớt thôi, chứ không có cái gì là vất vả cả. Ô tô nó về tận kia nó bán nó mua thôi chứ không phải đi đâu bán cả. Chỉ không có thôi chứ có thì đến vài tạ họ mua hết. Và trên diện tích của xã viên thì bình quân đến bây giờ thì có ruộng được từ 10 đến 15 cân một sào. Giá trị về con dưa hiện tại bây giờ hôm nay thì cái giá chung là bán từ 480-500 cân. Nếu chúng ta tính từ 10 đến 15 cân thì khoảng tầm từ 5 triệu, 5 đến 6 triệu. Thì tương đương với nếu tính thóc bây giờ, thóc Tám Bắc là 90, là 900. Thì 6 triệu thì các anh chị tính là khoảng tầm trên 1 tấn một sào hiện tại bây giờ. Hồng Dũng là xã nằm gần cửa sông đổ ra biển nên nguồn nước ở đây là nước lợ, thích hợp cho loài dưa sinh sống phát triển. Nếu như những năm trước dưa chỉ xuất hiện ở khu vực bãi chiều ven sông thì nay nhờ cải tạo những diện tích ruộng trong đê này, nông dân đã gọi dưa về. Cấy lúa không bơm thuốc này, rồi cải tạo cấy một vụ để vụ sau này cắt rạ đi xong rồi bắt đầu cứ để này bắt đầu rưới tự nhiên nước vào nó nên rưới thôi. Đấy, phân gió, vâng, cũng phải cho đầu tư tí. Thế thì có thế thôi. Mùa dưa bắt đầu từ khoảng 20 tháng 9 âm lịch đến khoảng mùng 5 tháng 10 âm lịch hàng năm. Trong khoảng thời gian này, tùy vào đợt thủy triều, người dân có thể thu hoạch nhiều đợt dưa mới, mỗi đợt kéo dài từ 2 đến 3 ngày. Việc mở rộng khai thác diện tích nuôi dưa ở xã Hồng Dũng không chỉ tạo tiềm năng khai thác mà còn bảo tồn nguồn lợi từ thiên nhiên, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 tại trường Trung học phổ thông Hưng Nhân. Thưa quý vị và các bạn, với thông điệp cùng hành động để thay đổi thế giới, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 truyền tải thông điệp nâng cao nhận thức của toàn cộng đồng về ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nhấn mạnh mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường cho học sinh khối trung học phổ thông, lan tỏa ý thức tốt, hành động đẹp, qua đó phát động những việc làm thiết thực đối với cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn tỉnh, nhằm hạn chế dần và tiến tới chấm dứt tình trạng rác thải nhựa trong nhà trường cũng như trong sinh hoạt hàng ngày, cùng chung tay hướng đến xây dựng một môi trường xanh, cuộc sống an lành. Thời tiết thuận lợi như bây giờ sẽ tạo điều kiện cho việc thi công các công trình xây dựng. Tuy nhiên, việc bảo đảm tiến độ thi công phải đi kèm với bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là công trình cao tầng sát đường giao thông. Hình ảnh mà quý vị và các bạn đang theo dõi được phóng viên thời sự ghi lại vào lúc 10 giờ 20 phút sáng nay ngày 27 tháng 10 tại quốc lộ 10, đoạn qua cầu Sa Cát khoảng 300 m theo hướng thành phố Thái Bình đi huyện Đông Hưng. Qua hình ảnh có thể thấy một lượng lớn vật liệu xây dựng gồm gạch, cát, đá chiếm hết một làn xe chạy. Số vật liệu này được dùng cho thi công xây dựng một công trình sát đó. Tình trạng này không chỉ mất mỹ quan đô thị mà còn gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông qua khu vực cũng như công nhân xây dựng, bởi một chút bất cẩn sẽ dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Điều khiến dư luận bức xúc hơn cả là nếu như số vật liệu này được tập kết trong phạm vi công trường thì tại sao lại không có biển báo, rào chắn, căng dây bảo vệ? Còn nếu như số vật liệu này được tập kết trên quốc lộ 10 thì dù là vô tình hay cố ý cũng thật nguy hiểm, thật tắc trách. Cảnh báo người và phương tiện khi tham gia giao thông qua vị trí trên cần làm chủ tốc độ, chú ý quan sát để phòng tai nạn. Công an huyện Đông Hưng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Bình về tội trộm cắp tài sản.
Trước đó, hồi 12 giờ 40 phút ngày 22 tháng 10 năm 2021, tại khu vực đường thôn Tràng Vinh, xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tổ công tác đội cảnh sát hình sự công an huyện Đông Hưng phát hiện bắt quả tang Trần Thanh Bình, sinh năm 1991, trú thôn Cầu Thượng, xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, đang có hành vi trộm cắp 800 mét dây cáp treo viễn thông VNPT. Tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Hưng, Trần Thanh Bình khai nhận trước đây từng là nhân viên của đội triển khai thi công hạ tầng mạng lưới thuộc chi nhánh kỹ thuật Viettel Thái Bình. Do thiếu tiền tiêu xài, từ ngày 18 tháng 10 năm 2021, Bình đã thực hiện 4 lần trộm cắp dây cáp treo viễn thông VNPT với tổng số dây cáp là 268,5 kg, tương đương với 800 mét dây. Thưa quý vị, hiện nay bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tăng cường lệch đông. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió đông trên cao, nên từ ngày mai 28 tháng 10, tại Thái Bình có mưa vừa, có nơi mưa to, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, cấp 4. Từ ngày mai trời cũng sẽ chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 19 đến 22 độ C. Quý vị lưu ý giữ gìn sức khỏe, nhất là đối với người già và trẻ em. Đến đây chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cũng xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.